Cũng trong sáng nay ngày 23 tháng 5, tổ bầu cử số 10 khu phố Phóng Bản thị trấn Lăng Chánh đã tiến hành khai mạc và bỏ phiếu với sự tham gia của đông đảo cử tri khu phố. Công tác đảm bảo an toàn bầu cử và phòng chống dịch COVID-19 cũng được địa phương thực hiện nghiêm với sự đồng tình ủng hộ cao của người dân. Trên 400 cử tri khu phố Phóng Bản tham gia bầu cử trong ngày 23 tháng 5 đã được kiểm tra các điều kiện phòng chống dịch bệnh. Tại khu vực bỏ phiếu được bố trí trang thiết bị dụng cụ y tế phòng chống dịch như máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, găng tay, bố trí phòng cách ly tạm thời đối với những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở. Tác phòng tại khu vực bỏ phiếu được bố trí lối vào, lối ra theo quy trình một chiều, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các cử tri đi bầu cử cũng như thành viên tổ bầu cử. Các thành viên của tổ bầu cử cũng yêu cầu cử tri không tập trung đông tại một khu vực vào cùng một thời điểm. Nếu phát hiện cử tri có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc COVID-19, nhân viên y tế sẽ tiến hành kiểm tra và đưa vào khu vực riêng biệt đã bố trí sẵn để xử lý theo quy trình.